không đành lòng nhìn những cánh rừng xanh mướt trong tuổi thơ của mình bị biến mất, cùng với đó là những cơn hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng của quê hương. Một người đàn ông ở Brazil đã dành hết của cải và một nửa cuộc đời của mình để phủ xanh gần 80 hecta đất trống. Câu chuyện về người đàn ông này không chỉ khiến nhiều người cảm phục, biết ơn, mà còn là một bài học mà chúng ta cần phải suy ngẫm về giá trị của cây xanh trong cuộc sống của con người. Người đàn ông này tên là Antonio Vicente, năm nay 83 tuổi, và ông đã dành hơn nửa số tuổi ấy để phủ xanh toàn bộ vùng đất này. Năm 1973, mảnh đất này chỉ là những bãi cỏ chăn thả gia súc, những con suối ở đây cạn khô, đất đai hầu hết là nước nẻ. Và tôi quyết định rời bỏ miền quê lên thành phố, làm việc cật lực để mua mảnh đất đó. Khi mua được rồi, tôi tự tay trồng từng cây xanh. Ông chia sẻ, thời điểm ông mua mảnh đất cằn cỗi này và trồng cây, người dân quanh vùng đều nghĩ rằng ông bị điên hoặc quá thừa tiền. Tuy nhiên, ông Antonio vẫn theo đuổi sự nghiệp gây rừng. Tới nay, ông đã trồng được tổng cộng 50.000 gốc cây, trong đó có rất nhiều giống cây bản địa quý hiếm trên một diện tích rộng 76,7 hectare. Đặc biệt, sau nhiều năm nỗ lực phủ xanh vùng đất trống, ông Antonio đã được nhìn thấy những dòng suối trong vắt xuất hiện trở lại. Và ông tin rằng, với cánh rừng mưa nhiệt đới này, mảnh đất Poço de Rochedo không còn phải đối mặt với những trận hạn hán khủng khiếp như trước đây.